Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phụ nữ hương Yên trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp. Nhằm góp phần cùng các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân và dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức đến thăm tặng quà các gia đình trên địa bàn tỉnh có người thân đang công tác ở quần đảo Trường Sa. Đoàn đã đến thăm tặng quà 15 gia đình tại các huyện thành phố với tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Tại nơi đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình có con em đang công tác ở quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục là hậu phương vững chắc, chỗ dựa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Đây là hoạt động ý nghĩa, kết nối tình cảm, rút ngắn khoảng cách giữa hải đảo và đất liền, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các chiến sĩ yên tâm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quế Châu vừa tổ chức hội thi Chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2019. Tham gia hội thi có 10 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu của 10 cơ sở hội được lựa chọn từ trên 100 chi hội trưởng của 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện Quế Châu mỗi thí sinh tham gia hội thi trải qua 3 phần thi, năng khiếu, xử lý tình huống, thi trắc nghiệm. Nội dung thi xoay quanh các kiến thức kỹ năng của cán bộ hội trong việc triển khai, tổ chức tuyên truyền, thực hiện phong trào phụ nữ và công tác hội. Kết thúc ban tổ chức trao giải xuất sắc cho chị Nguyễn Thị Duyên, chi trưởng chi quan xuyên, xã Thành Công, giải nhất cho chị Vương Thị Thanh, chi trưởng chi ba, hội liên hiệp phụ nữ xã Thuần Hưng, trao hai giải nhì, 6 giải ba cho các thí sinh khác thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Tài đoạn 2017-2027. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức ra mắt mô hình điểm câu lạc bộ “Khi mẹ vắng nhà” tại xã Mai Động, huyện Kim Động. Câu lạc bộ được thành lập với sự tham gia của 50 thành viên, trong đó 27 thành viên là trẻ em có bố mẹ đi làm ăn xa. Câu lạc bộ được thành lập nhằm huy động cộng đồng tham gia phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em, đồng thời cung cấp kiến thức kỹ năng sống giúp trẻ phát triển toàn diện, giúp trẻ tự chăm sóc lo bản thân, biết chia sẻ, trở thành người có ích cho gia đình xã hội, có kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường, tai nạn thương tích và tránh xa các tệ nạn xã hội khác. Tại buổi ra mắt lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng năm xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Nhằm giúp hội viên phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, văn minh, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ân Thi đã luôn tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho chị em hội viên phụ nữ, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các chị em. Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Phần Dương được thành lập đã 5 năm. Ban đầu chỉ có 7 thành viên nhưng đến nay đã tăng lên trên 40 thành viên tham gia. Câu lạc bộ thành lập không chỉ là nơi hội viên phụ nữ giao lưu mà còn là nơi chị em chia sẻ kỹ năng kiến thức như không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba và những kinh nghiệm thực tế để xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi sinh hoạt thì nó rất là nhiều chuyên đề. Sau khi chị em hiểu được tất cả mọi vấn đề mà qua các buổi sinh hoạt thì cũng chị em cũng có cái kiến thức để trao đổi cùng với lại gia đình và áp dụng trong cuộc sống của gia đình mình. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ năng cho hội viên phụ nữ, hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của huyện Ân Thi quan tâm. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã có trên 90 chị giúp gần 200 chị tổng số tiền 1 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình do phụ nữ làm chủ. Cũng nhờ chị em phụ nữ này cho vay vốn để chăn nuôi lợn gà này và để phát triển để lấy Ờ, tiền để trước kia thì chồng con thì vẫn ốm đau bây giờ thì để lấy tiền để cho các cháu ăn học. Để hỗ trợ hội viên phụ nữ trẻ em Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn huyện tổ chức mô hình hũ gạo tình thương, kết quả đã có 140 trên 140 chi hội có hoạt động mô hình hũ gạo tình thương, 19 mô hình thu gom vật dụng gia đình, 6 tháng đầu năm quyên góp nhiều quần áo vật dụng gia đình tặng cho 540 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn điển hình làm tốt như hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Ân Thi, xã Đa Lộc, Hạ Lễ, xã Hồng Quang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục phụ nữ hưng yên trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.